Xin chào tất cả các bạn sinh viên. Thì theo các bạn biết là hiện giờ là tình hình dịch bệnh nó cũng đang rất là căng thẳng. Chính vì vậy thì nhà trường cũng chuyển sang từ dạy offline sang dạy online. Thì như vậy thì để tạo điều kiện cho các bạn có thể là làm quen với cái phần mềm dạy trực tuyến của trường. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta sử dụng cái phần mềm này để chúng ta có thể tham gia học, và hy vọng rằng là qua những cái chia sẻ của mình thì giúp cho các bạn có thể là tham gia lớp học online một cách dễ dàng, và cũng như là các bạn có thể là nộp bài cũng như là tương tác với giáo viên một cách tốt hơn trong quá trình mà chúng ta thực hiện học ạ. Thì các bạn sẽ tự nhiên các bạn sẽ thấy một cái mã lớp hoặc là một cái đường link liên kết mà giáo viên mình gửi như thế này ạ. Đây là một cái mã lớp mà mình đã tạo. Thì các bạn sẽ không biết là phải làm gì với cái mã này, hoặc là đường link liên kết thì nó sẽ dễ hơn rồi. Đường link liên kết thì mọi người click vào thì chúng ta sẽ được add ngay lập tức vào cái lớp học của chúng ta luôn. Nhưng mà đối với cái mã này thì chúng ta sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Đó, thì đầu tiên mọi người thì cứ vào đăng nhập vào cái tài khoản của trường đã cung cấp cho chúng ta, và chúng ta cứ chọn vào Classroom, chúng ta kéo xuống dưới ạ. Chúng ta cứ chọn vào Classroom ạ. Đối với các bạn mà sử dụng điện thoại thì các bạn có thể cài phần mềm Classroom ở trên ngay trực tiếp trên cái điện thoại của chúng ta một cách dễ dàng, và chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản của trường để sử dụng. Còn ở đây mình sẽ xin phép hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta sẽ làm một cái trên cái máy tính của chúng ta. Còn riêng đối với trên điện thoại hoặc là trên máy tính bảng thì cũng sẽ tương tự đó. Đó. Thì khi mà chúng ta đã vào trong đây rồi thì nó sẽ hiển thị tất cả danh sách lớp học, và tất nhiên là các bạn cũng chưa có những cái lớp học nhiều như thế này đâu ạ. Và chúng ta vào cái chỗ vị trí, chúng ta sẽ copy cái đoạn mã. Copy đoạn mã này, chúng ta copy cái đoạn mã này. Và chúng ta sẽ vào ngay trong cái dấu cộng, thì trên điện thoại của chúng ta nó sẽ nằm phía trên góc bên phải, mình nhớ không lầm nó nằm góc bên phải, các bạn cứ bấm vào và các bạn sẽ chọn là tham gia lớp học thôi nha. Tham gia lớp học thì ở đây chúng ta sẽ hỏi là có tham gia, thứ nhất là tên của người tham gia, và thứ hai là mã lớp, thì chúng ta cứ nhập mã lớp vào ạ. Mã lớp vào thì khi mà mã lớp này đúng rồi, chúng ta sẽ cứ bấm vào tham gia, bấm vào tham gia thì ngay lập tức chúng ta sẽ được tham gia vào cái lớp học. Tham gia lớp học à, thì đây là cái lớp mà giáo viên mới gửi cho mình, đó là cái lớp kỹ thuật chụp ảnh. Lớp kỹ thuật chụp ảnh thì ở đây chúng ta sẽ với góc độ là học sinh, với góc độ học sinh thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ đầu tiên là có cái bảng tin nè. Bảng tin thì giáo viên chẳng hạn hỏi là chúng ta có thể comment, các bạn giống như các bạn đã sử dụng các mạng xã hội á, thì các bạn cũng thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái trả lời new feed ở đây. Chẳng hạn như bây giờ giáo viên mới hỏi là chúng ta sẽ bắt đầu học vào ngày 18:30 ngày 20 tháng 5 được không? Đó thì chúng ta sẽ chẳng hạn có thể là dạ được ạ, ví dụ như vậy. Thì chúng ta cứ trả lời, chúng ta cứ trả lời cái thông tin giống như chúng ta sử dụng các cái mạng xã hội ạ, bình thường. Bên cạnh đó thì bên góc tay trái của ta thì nó sẽ có một cái nội dung, đó là chẳng hạn như những cái bài tập sắp hết hạn, những bài tập sắp hết hạn để chúng ta có thể làm, hoặc là chúng ta coi trên cái new feed của chúng ta sẽ thấy là chỗ giáo viên mới cho chúng ta một cái bài tập là chẳng hạn ở đây là hãy chụp hình một tòa nhà, hoặc là một cái bài kiểm tra định kỳ. Mình mới tham gia lớp nhưng mình phải tham gia kiểm tra định kỳ rồi ạ. Thì mình sẽ khi mà có bài tập như thế này, thì chúng ta click vào thì chúng ta có thể làm bài tập được. Hoặc là chúng ta sẽ chọn ở trên cái mục mà bài tập trên lớp thì chúng ta cũng thấy rằng là nó sẽ hiển thị các cái bài tập như thế này. Ví dụ mình sẽ chọn cái bài tập mà chụp ảnh toàn cảnh. Thì đây nó sẽ có là chụp một tòa nhà. Mình bấm vào mình xem. Ở đây là hạn chót của cái bài này là ngày 23, là lúc 23:59 ngày 23 tháng 5. Nói dạ, bây giờ là em mình phải nộp bài, mình phải nộp bài. Bây giờ em hỏi là bây giờ em chụp như thế nào? Ví dụ vậy, mình có thể đặt câu hỏi cho giáo viên. Đó, thì mình có thể đặt câu hỏi và giáo viên có thể là trả lời. Giáo viên có thể là trả lời. Nha. Thì giáo viên có thể trả lời các cái câu hỏi của chúng ta, giáo viên có thể trả lời câu hỏi của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ nộp bài tập bằng cách là thêm hoặc là tạo. Thế nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ chẳng hạn như bây giờ là chúng ta
chụp ảnh tòa nhà, ví dụ vậy, giáo viên yêu cầu chụp ảnh tòa nhà thì chúng ta có thể nộp tệp nè, nộp ảnh trên Google Fiverr hoặc là làm một cái bài luận mà các tài liệu trang trình bày trang tính, thì các bạn thường thì các bạn sẽ tự nộp bằng cách là up tệp mình lên nè. Chẳng hạn như mình sẽ chọn một tệp, mình sẽ kiếm một cái bức ảnh tòa nhà, ví dụ chẳng hạn như là cái bức ảnh này. Bây giờ mình đã chụp chụp những cái bức ảnh sẵn nè ở đây, và mình sẽ up up cái bài lên đó. Thì như vậy là nó sẽ up cái hình ảnh mà mình nộp đó. Rồi sau khi mà mình đã up xong mình muốn tạo up thêm, tức là bức ảnh chẳng hạn như là giáo viên yêu cầu là 10 tấm ảnh mà mình mới up có một tấm à, bây giờ mình up thêm thì mình cứ click vào chọn tệp và chúng ta cứ bấm tải lên ạ. Chúng ta cứ bấm tải lên. Ở đây thì mình lại không không có đủ ảnh tòa nhà để cho các gửi lên. Ví dụ ở đây có à, chúng ta không có ảnh tòa nhà đâu. Ở đây mình có một ảnh tòa nhà. Và mình sẽ gửi lên. Và sau khi các bạn đã nộp đủ cái file bài của mình, nghe nhỉ? Thì mình cứ bấm nộp bài. Đó, nộp bài. Đó, mình sẽ bấm nộp bài. Thì như vậy là bạn đã nộp bài, bây giờ bạn muốn bây giờ em nộp lộn thì em sẽ bấm mình sẽ bấm vào đây để hủy hủy cái bài đã nộp và mình sẽ nộp một cái bài khác hay ạ. Còn nếu mà mình đã thấy rằng bài mình đã nộp xong rồi thì mình sẽ coi như là xong ạ, coi như là xong và chúng ta bài tập thì chúng ta đã nộp rồi, chúng ta đã nộp bài tập rồi hay ạ. Đó. À, bên cạnh đó thì chúng ta có thể là ở đây chúng ta có một cái bài tập kiểm tra định kỳ nữa nha. Đó, thì chúng ta click vào và cũng tương tự là cái bài tập kia, chúng ta cứ bấm click vào xem bài tập. Ở đây thì chúng ta vẫn có thể tạo thêm, nhưng mà ở đây thì điểm bài kiểm tra định kỳ nó lại có một cái biểu mẫu Google biểu mẫu. Đó, thì nó sẽ có hai cách mà hoặc là chúng ta sẽ làm nộp bài tập bình thường hoặc là chúng ta sẽ làm cái trang trên file luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ click vào đây và mình sẽ trả lời câu hỏi. À, ở đây nó có hai câu hỏi điểm kiểm tra định kỳ, chẳng hạn như chế độ chụp ảnh MF là gì và chụp chân dung bạn cần phải làm gì. Đó thì mình cứ click vào mình trả lời bình thường thôi. MF là chế độ điều chỉnh bằng tay á. Đó, là chụp ảnh bằng tay á, mình cứ trả lời ngắn gọn hay à. Chụp ảnh chân dung thì cần một bạn một người mẫu. Ví dụ vậy. Đó, thì chúng ta cứ gõ câu trả lời và sau khi mà các bạn đã trả lời xong rồi. Đó, các câu hỏi thì đôi khi nó sẽ là cái phần kiểm tra định kỳ này nó sẽ có phần tự luận hoặc là cái phần trắc nghiệm, thì chúng ta cứ làm hết bài kiểm tra định kỳ và chúng ta kiểm tra lại nội dung và chúng ta sẽ bấm gửi. Rồi coi như là chúng ta đã gửi xong cái bài kiểm tra định kỳ cho giáo viên, rồi. OK ha, chúng ta đã nộp bài kiểm tra định kỳ giáo viên và cũng giống như cái bài tập ở nãy, chúng ta thấy rằng là chưa yên tâm lắm cái bài của chúng ta có thể hủy hủy gửi đi và chúng ta sẽ lấy lại cái thông tin của chúng ta. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta làm bài kiểm tra định kỳ ạ. Đó, ở đây thì nó sẽ có bài tập và chúng ta có thể xem lại cái bài tập của chúng ta ở trên vị trí này. Rồi, bài kiểm tra định kỳ đã nộp ha. Bài chụp ảnh tòa nhà cũng đã nộp và cho nó hiện luôn cái thời gian mà chúng ta nộp. Xin lỗi là cái đây là cái thời gian mà hết hạn của chúng ta nha. Đó, chúng ta có thể xem bài đã giao, cái bài mà giáo viên trả lại thì sau này khi mà giáo viên trả bài lại á, nó chấm điểm xong và trả lại thì nó sẽ nằm trong đây. Mình sẽ lấy ví dụ, mình sẽ trả bài cho chính mình nữa. Đó, thì cái phần bài tập này thì giáo viên vô, à bên đây đã có một em nộp này nha. Đó. Và mình sẽ tự chấm trả bài cho mình một điểm như vậy. Và sau khi chấm điểm xong thì giáo viên sẽ trả bài hoặc là nhận xét làm lại sai đây, sai chủ đề như vậy. Ở ví dụ chẳng hạn như giáo viên nhận xét như thế này, mình sẽ tự thử tạo một cái chỗ chạy bài trả cho bạn và mình sẽ bấm trả bài bấm trả bài rồi các bạn sẽ thấy thấy là giáo viên đã trả bài cho mình ạ. Giáo viên đã trả bài mình. Mình sẽ quay lại cái chỗ mà cho các bạn xem ạ. Đầu tiên là bài tập trên lớp đấy ạ. Và thứ hai là chúng ta sẽ coi cái phần mà xem bài tập của mình ạ. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái khi mà đã nộp và được chấm điểm xong thì nó sẽ hiển thị điểm số của chúng ta. Và nó phát hiện ra là hai bức ảnh của chúng ta thì nó mới được 1 trên 10 điểm. Đó, thì chúng ta click vào xem. À, thì thấy giáo viên nhận xét rằng là
sai chủ đề đó, giáo viên nhận xét sai chủ đề đó. Thì ở đây thì chúng ta là mình có thể là gửi lại cái bài tập này, tức là chúng ta sẽ làm lại bài tập này, hoặc là nếu giáo viên cho phép, hoặc là chúng ta sẽ nhắn cái chủ đề lại là cho phép em sửa bài tập, ví dụ vậy đó. Như vậy thì chúng ta cứ gửi bài tập lại cho giáo viên, và giáo viên có thể là chấm lại cái bài này cho chúng ta, chấm lại cái bài này cho chúng ta đó. Thì đối với sinh viên thì nó chỉ có các cái nội dung là cơ bản, là đầu tiên nó là cái bản tin, thứ hai là cái phần bài tập trên lớp, và chúng ta phải làm bài tập trên lớp, làm cái phần mà quan trọng hơn đó là chúng ta có thể tham gia cái lớp học. Thì chẳng hạn như mọi người sẽ thấy rằng ở đây là giáo viên báo là chúng ta sẽ bắt đầu học vào lúc 18:30 ngày 20 tháng 5 năm 2021, thì mọi người sẽ tiến hành là khi mà tới giờ thời điểm này chúng ta click vào cái đường link liên kết Google Meet, thấy chưa? Click vào đây. Click vào đây. Đây. À, và ngay lập tức thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó đã đặt kết nối. À, kết nối rồi đúng không ạ? Và chúng ta cứ bấm vào tham gia, bấm vào tham gia. Thì như vậy là chúng ta đã tham gia vào cái lớp học của chúng ta, tham gia vào lớp học của chúng ta. Thì ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn trong quá trình tham gia lớp học ấy, thì các bạn lưu ý giùm mình một tí ấy, là đầu tiên là chúng ta phải tắt cái mic đi. Cái này là cái điều cơ bản, tại vì giáo viên là người quản lý lớp nên các bạn chỉ cần tắt cái mic đi là âm thanh của mình sẽ không lọt qua, sẽ không làm ảnh hưởng đến lớp. Bây giờ còn nếu mà các bạn không tắt đó, thì giáo viên cũng sẽ tắt cái mic của bạn. Thứ hai là khi chúng ta muốn thắc mắc gì thì chúng ta cứ giơ tay phát biểu bằng cách là chọn cái chỗ giơ tay thế này ạ. Chọn vô chỗ giơ tay thế này thì lập tức là chúng ta sẽ hiển thị cái biểu tượng giơ tay. Thấy chưa? Biểu hiển thị cái biểu tượng giơ tay ạ. Đó. Thì giáo viên có thể là bấm kêu bạn hạ tay xuống đi, bạn hạ tay xuống đi ạ. Để mình thử một cái này nữa. Thấy chưa? Đó, thì bây giờ là giáo viên mình đã tham gia, giáo viên mình đã tham gia. Đây ạ. Nha, và giáo viên cũng 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 đang trao đổi các thông tin với mình, giáo viên đang trao đổi thông tin với mình ạ. Rồi, đó là cái nội dung thứ hai, là chẳng hạn như mình giơ tay, đó thì mình sẽ giáo viên cho phép mình phát biểu thì mình sẽ phát biểu. Còn không thì mình sẽ đợi giáo viên trình bày xong thì mình sẽ có thể giơ tay phát biểu ạ. Một cái tính năng nữa là mình giới thiệu trong quá trình các bạn học trực tuyến, đó chính là chúng ta sẽ có thể nhắn tin nhắn ạ. Ví dụ chẳng hạn như chào thầy. Chào thầy. À thì bạn sẽ gửi tin nhắn, và có thể là tương tác tin nhắn ở đây, hoặc là những cái mà bạn gặp khó khăn trong quá trình mà giáo viên đang dạy, có thắc mắc gì các bạn có thể gửi tin nhắn như thế này thì các thầy cô sẽ trả lời chúng ta. Đó là những cái thông tin mà chúng ta có thể là nắm để chúng ta biết là chúng ta sẽ tham gia một cái lớp học online như thế nào. Đó, sau khi mà chúng ta đã kết thúc rồi thì chúng ta cứ bấm thoát ra, rời khỏi ạ, và chúng ta thoát ra luôn ạ. Thoát ra luôn ạ, thì coi như là chúng ta đã rời khỏi cái lớp học ạ, rời khỏi lớp học. Đó là, rời khỏi lớp học. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ tham gia. Thì mọi người lưu ý giùm ạ, các bạn lưu ý là đầu tiên là cái phần bản tin. Bản tin ạ, là cái phần mà các bạn sẽ tương tác với giáo viên và xem coi chúng ta có bài kiểm tra xem như thế nào không. Thấy ạ. Cái thứ hai là phần mà bài tập lên lớp, thì chúng ta sẽ xem coi là thời gian thực hiện bài tập này ạ. Bài tập nào chúng ta làm rồi, bài tập nào chúng ta chưa làm, thì các bạn có thể đích vào chỗ xem bài tập của bạn, xem bài tập của bạn. Đó, thì chúng ta sẽ có bài kiểm tra định kỳ đã nộp rồi, một bài tập về tòa nhà đó, nhưng mà đây là đã nộp nhưng mà chưa có điểm. Và ở đây là chúng ta bài tập về chụp hình về một tòa nhà thì đã có điểm rồi đó, thì chúng ta có thể xem ở đây, và chúng ta có thể phản hồi cho giáo viên các cái thông tin, hoặc là chúng ta sẽ nộp bài lại bằng cách như vậy. Đấy ạ. Ở đây thì nó có một cái tính năng khác là mọi người thì mọi các bạn lưu ý là các bạn chỉ thấy là danh sách của giáo viên và danh sách của những bạn cùng lớp, và chúng ta sẽ không thấy cái tên mình ở đây ạ. Đó, nếu mà lớp bạn có 10 người thì chúng ta sẽ hiển thị 9 người trên đây là những cái bạn mà cùng lớp, để chúng ta có thể ở đây chúng ta có cái tính năng là gửi mail trực tiếp cho cái giáo viên đó, gửi mail trực tiếp cho giáo viên đó, hoặc là gửi mail trực tiếp cho các bạn mà tham gia cùng lớp học với mình, tham gia cùng lớp học với mình. Thì trên đây là mình hướng dẫn cho các bạn cách thức là chúng ta sẽ tham gia lớp học. Đó là chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ bấm vào tham gia lớp học, và chúng ta cứ nhập mã lớp học vào, đó là cái bước đầu tiên.
Bước thứ hai là các bạn lưu ý về vấn đề khi mà chúng ta quá trình sử dụng thì nó sẽ có hai cái hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên là hoạt động offline, tức là hoạt động mà chúng ta sẽ làm bài tập trực tiếp ở đây và chúng ta cũng không cần phải trực tiếp online nữa nhỉ. Còn bài hoạt động thứ hai là hoạt động mà học online. Học online thì chúng ta click vào cái đường liên kết Google Meet như thế này, Google Meet như thế này, và chúng ta click vào thì chúng ta sẽ tham gia được cái lớp mà nãy mình đã hướng dẫn một số cái tính năng mà sử dụng mà gọi là học online đó. Và cuối cùng là một cái tính năng mà rất là quan trọng là các bạn phải nộp bài tập theo đúng cái yêu cầu của giáo viên đó. Thì chúng ta phải thường xuyên xem coi là chúng ta có giáo viên có giao bài tập cho chúng ta không, và chúng ta phải nộp bài tập. Và một cái điều cực kỳ lưu ý là các bạn phải lưu ý đến cái hạn mà nộp bài tập, để tránh trường hợp mà chúng ta nộp trễ bài, chúng ta nộp trễ bài thì như vậy nó sẽ gặp rất là cái nhiều khó khăn đó. Thì trên đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta tham gia một cái lớp học trực tuyến như thế nào, thì hy vọng rằng là với những chia sẻ của mình các bạn có thể là có những cái kỹ năng để thực hiện chúng ta học online trong thời gian sắp tới. Mọi thắc mắc thì mọi người cứ comment bên dưới giúp mình, thì mình sẽ trả lời các cái thông tin cho các bạn và thắc mắc, và mình sẽ gửi cho các bạn một cái clip phân tích kỹ hơn về cách thức làm bài tập và cách thức mà chúng ta thực hiện tương tác với giáo viên như thế nào ở một cái video clip khác. Xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn một cái dịp khác ạ.